BYD Sea Lion 07 ra mắt tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2023. Tại Trung Quốc, BYD Sea Lion 7 có giá từ 649 đến 843 triệu. SUV chạy điện này cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Tesla Model Y. Sea Lion 07 là mẫu SUV chạy điện hoàn toàn mới của BYD. Xe được phát triển dựa trên nền tảng điện tử 3.0 và ý tưởng thẩm mỹ của biển. SUV này có công nghệ tích hợp pin cell to body. CTB là khái niệm của BYD về việc tích hợp pin vào xe, tương tự như cell to chassis, trong đó pin được tích hợp vào thân và sàn xe, loại bỏ bước lắp pin. Theo BYD, trong thiết lập CTB, nắp trên của pin được tích hợp vào sàn xe giúp tăng không gian theo chiều dọc thêm 10mm. Kích thước của BYD Sea Lion 07 lần lượt là dài 4.830mm, rộng 1.925mm, cao 1.620mm, chiều dài cơ sở 2.930mm. Nhìn một cách tổng thể, Sea Lion 07 có khá nhiều nét tương đồng với SUV hạng sang Porsche Macan. Toàn bộ phần đầu xe trông rất hầm hố và cá tính. Cụm đèn pha hình chữ U kép có hình dáng sắc sảo. Các hốc hút gió có thêm những viền đen trang trí nhằm tạo thêm điểm nhấn. Phía dưới cản trước là tấm ốp màu bạc. Bên hông xe, các cột A, B và C đều được sơn màu đen bóng. Vòm hốc bánh xe màu đen hơi nhô ra. Tay nắm cửa dạng ẩn, còn mui xe hơi dốc về phía sau giống các mẫu cúp. Đuôi xe nổi bật với đèn phanh tích hợp nơi cánh gió. Cụm đèn hậu xuyên suốt, cản sau khá góc cạnh và hầm hố làm tăng thêm nét thể thao. Hiện tại, thiết kế nội thất của BYD Sea Lion 07 chưa được hé lộ. BYD Sea Lion 07 biển thể dẫn động cầu sau, với một động cơ điện đồng bộ nam châm, vĩnh cửu phía sau tạo ra công suất 308 mã lực, mô men xoắn cực đại 360 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8.9 giây. Pin bled lithium sắt Ford phát 87 kW cho phạm vi hoạt động 662 km trên lần sạc đầy. Biến thể dẫn động 4 bánh bao gồm động cơ điện phía trước và sau mang, tới tổng công suất 509 mã lực, mô men xoắn cực đại 670 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 4.3 giây. Pin 87 kW cũng mang tới phạm vi hoạt động 662 km trên lần sạc.